Thú thật mọi người là vừa gọi ngày qua năm nay chụp liền đúng không? Em cũng nghi đồ, anh lúc nào cũng như vậy. Bên ngoài này hả? Bên ngoài là khi mà Hải không đồng ý thì Hải đi về Facebook. Rồi sau đó xóa. Trời hành rất là mệt mỏi. Để có một bộ hành đẹp rất là cực cho mọi người. Nè, thấy chúng ta cái ghế 200 triệu nè mọi người. Đụng vô chắc là không tiền đền. Mấy triệu hả? Bỏ bỏ chắc đầu. Ghế 200 triệu nè mọi người. Trời, chị này luôn đuôi theo qua giữ cái kiếp nè, ai cũng sợ chị hết nè. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Vlog của Đỗ Long. Ngày hôm nay thì Đỗ Long sẽ quay làm cái hành trình một ngày làm việc của Đỗ Long cho tất cả mọi người xem. Hôm nay thì Đỗ Long phải dậy rất là sớm và chuẩn bị cho một cái buổi shooting. Tại vì cái buổi shooting này thực ra là Đỗ Long không có nhiều thời gian để chuẩn bị, rất là gấp. Đỗ Long chỉ báo cho model, makeup và photo vừa báo là ngày hôm sau phải chụp liền, tại vì có những cái sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì Đỗ Long còn phải chụp gấp cái bộ sưu tập này. Thì ngày hôm nay Đỗ Long đang ở khu Thảo Điền quận 2 và đang ở một cái địa điểm rất là đẹp. Đây là một cái nơi bán đồ trang trí nội thất và Đỗ Long đến đây để chụp bộ sưu tập mới của Đỗ Long. Ngày hôm nay thì khi mà đi làm, Đỗ Long cũng phải có một cái outfit thật là trẻ trung thoải mái để đi làm. Đây mọi người thấy không? Đây Đỗ Long sẽ mặc một cái áo Yves Saint Laurent là kết hợp với giày LV. Thường là trang phục đi làm của Đỗ Long thì Đỗ Long chú trọng nó phải thật là thoải mái, thật là trẻ trung. Và đây là một cái dây chuyền của Blum, đây là của chị Hoàng Khánh tặng cho Đỗ Long. Thì hôm nay Đỗ Long sẽ chụp với top 15 hoa hậu Việt Nam năm 2020, đó là Bích Thùy. Đây là một người mẫu rất là trẻ và rất là triển vọng và rất là đẹp. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng vào trong xem một ngày làm việc của Đỗ Long như thế nào nha. Rồi, và Đỗ Long xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là model Bích Thùy. Hồi nãy Đỗ Long cũng vừa nói với mọi người ở đây là makeup Dương Hữu Nghĩa. Đây là một bạn makeup đang rất là trẻ và đang rất là hot và làm cho rất là nhiều celeb ở Việt Nam. Nói chung là đây là lần đầu tiên hai em hợp tác đúng không Nghĩa? Lần đầu tiên là em đi làm với anh, nhưng mà thực ra là celeb mà mặc đồ Đỗ Long mà Nghĩa makeup thì cũng rất là nhiều. Và thường là bây giờ Nghĩa hay làm cho Tiểu Vi nhiều nhất đó. Thì ngày hôm nay, cái set chụp hình ngày hôm nay, Đỗ Long sẽ lấy những cái túi sách của Chanel Dior. Và đây là những cái phụ kiện mà Đỗ Long cảm thấy rất là hợp với trang phục của Đỗ Long. Và đây là phụ kiện của Blum. Blum là của một người chị rất là thân với Đỗ Long, đó là chị Hoàng Khánh. Thì đây là một trong những cái thương hiệu trang sức rất là được lòng các celeb hiện tại và cũng rất là được nhiều người săn đón. Còn giày thì Đỗ Long sẽ lấy giày của thương hiệu Trinny. Trinny cũng là một trong những người em gái rất là thân thiết của Đỗ Long và luôn đồng hành cùng Đỗ Long trong tất cả những cái sự kiện quan trọng của Đỗ Long. Đây, cái set đồ đầu tiên thì Đỗ Long sẽ phối với cái túi Chanel Classic này. Đó, Đỗ Long nghĩ là đây sẽ rất là hợp. Và đây là model ngày hôm nay của Đỗ Long. Bích Thùy là một trong những mẫu đang rất là được nhiều thương hiệu săn đón. Và Bích Thùy đã là top 15 của Hậu Việt Nam năm 2020 và top 10 của Miss World 2019. Thì em chào tất cả khán giả của anh và bà cho biết cảm nghĩ ngày hôm nay mà được anh mời chụp hình trong một cái tình thế rất là nước sôi như vậy. Thú thật mọi người là vừa gọi ngày qua hôm nay chụp liền đúng không? Em cũng nghe đồn anh lúc nào cũng như vậy. Nói chung là em thấy có nhiều cái trường hợp, ví dụ là anh có những cái nó rất là gấp và có những cái giống như là khi mà anh nghĩ tới là anh phải làm liền chứ để không em sẽ quên, nên nhiều khi là book makeup photo stylist hay là tất cả mọi người rất là gấp gáp. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mọi người đều luôn ủng hộ Đỗ Long. Rồi, giới thiệu cho mọi người, đây là photo Hải Nguyễn. Đây, đây là photo chính của ngày hôm nay nè. Hải Nguyễn là một trong những photo đang rất là hot hiện nay. Hải bên ngoài này hả? Bên ngoài này khi mà Hải không đồng ý thì Hải đi về Facebook. Rồi sau đó xóa. Để giỏ cái giỏ che cái bông của anh nha thầy. Đó mọi người thấy không, hôm nay phải tự làm stylist luôn tại vì bút quá gấp, đứa nào cũng bận hết. Mọi người
Mười thấy Đỗ Long phối với cái túi Chanel Classic này rất là hợp đúng không? À, đây là một cái dòng túi được rất là nhiều chị em săn đón, mà cái giá của cái túi Chanel Classic này có giá là 160 triệu. Và thường là Đỗ Long rất là hay giới thiệu mọi người mua túi của bạn seller Trương Nhã. Thì đây là một trong những bạn seller rất là hot, và thường là Ngọc Trinh rất là hay order túi của bạn này. Đỗ Long cũng thường rất là hay order đồ hiệu của Trương Nhã, tại vì thường là khi mà Trương Nhã order thì đồ về rất là nhanh, và cái giá rất là hợp lý, rất là phải chăng là như còn rẻ hơn store nữa mọi người. Bây giờ Bích Thùy đang quay beauty cho Dương Hữu Nghĩa nè mọi người. Quay dây sành điệu tay đắt liên tục, nhưng mà liếc ra này không biết đẹp hay không nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, đây là chất đồ tiếp theo này mọi người. Đây là một thiết kế mới nhất của Đô Long. Đô Long cũng đẹp trên máy loại tiếp. Với lại áo mà Đô có theo đính kết thêm để tạo điểm nhấn. Hôm nay thì Đô sẽ kết hợp cái túi Chanel Vanity. Đây là một mẫu túi mới nhất xuân hè 2021 vừa mới ra, và có giá là 50 triệu đồng. Mọi người có thể tìm mua. Rồi, bây giờ thì để tiến hành cuộc bộ này cho bé Hải ơi. Đây, với một cái đồng cái phong cách cổ điển vậy thì Đô Long sẽ chọn phối với cái túi Dior Lady. Túi Dior Lady này có giá là 96 triệu nha mọi người. Còn cái đầm này thì giá bao nhiêu Đô Long không nhớ nữa. Đây, Đô Long phối với cái giày trơn, nhìn rất là cổ điển, có tiếp đúng không? Đó. Rất là trời hành, rất là mệt mỏi. Nó có bộ hình đẹp nó rất là cực cho mọi người. Ok. Đó, rất là trời hành này mọi người. Nắng 11 giờ trưa. Lúc 12 giờ đứng bóng. Nè, đây là cái ghế 200 triệu nè mọi người. Đụng vô cái không tiền đền. Đây là một cái mẫu thiết kế mới nhất của Đô Long làm bằng phương pháp đan dây. Đây là cái điểm nhấn của buổi tập lần này. Mọi người sẽ xem là nó sẽ có những cái chi tiết nó rất là khác với những buổi tập trước đây của Đô Long. Ghế đó bao nhiêu chị? Ghế đó bao nhiêu chị? Hay mấy triệu hả? Rồi. Ngồi không dám ngồi luôn kìa. Và đây là set đồ tiếp theo Đỗ Long chuẩn bị chụp. Đỗ Long với những cái set đồ mà nó hơi hướng công sở như thế này thì Đỗ Long phối với cái chiếc Chanel Gabriel. Thì đây là một trong những chiếc túi mà rất là hot trong thời gian vừa qua, và cái giá của nó là khoảng 130 triệu. Thì Đỗ Long phối với lại bông tai của Bùi Lâm về Trini tạo được một cái tổng thể rất là hài hòa. Như mọi người thấy nè, nhìn rất là thanh lịch, nữ tính và rất là sang trọng. Nhưng cái bộ đồng nó hơi nó sang trọng như thế này thì Long sẽ phó được cái thứ gì đó đi đó. Và đầu tiên thì Long cho điểm nhấn màu xanh xí, và đặc biệt khi đi chụp ảnh lớn nào cũng phải đem theo cái kẹp nha mọi người, nhưng mà rộng hơn một cái kẹp này. Trời ơi, đây là bộ đồ cuối cùng mà nhóm bộ đồng chụp ở đây. Mọi người có biết cái ghế này trị giá bao nhiêu không? Trời ơi, mới đụng vô quay chị này nè, đây chị này. 500 triệu cho cái ghế này. Damn! Dùng cái ghế này cho anh coi. Chụp mà ai kiếp ai cũng hồi hộp. Không dám đụng luôn á. Ghế này cũng lên như tiền mấy chị? Tầm 65. Đây, ghế này cũng 500 triệu cho mọi người. Rất là thích hợp cho những ai mà đi nội thất cao cấp thì cứ đến đây. Tôi biết sẵn xem. Đúng rồi. Chị này luôn luôn đi theo giữ ekip nè, ai cũng sợ chị hết nè. Chị đi theo luôn nhắc nhở mọi người. Tôi nhắc nhở không ai dám cử động gì hết. Đây là bộ đồ cuối cùng. Không ai dám chịu. Không ai dám thở luôn.
Chị mừng ngủ gì mà chị lại cái gì chị bắt em đợi không? Thì chị phải nói, chị đang muốn nghe, chị đang bắt em đợi. Có được gì hả? Nó ngại nó bụi con nó bụi ra nè. Cái bàn này như chị. Cái bàn không như cái mấy triệu đó. Nó nghe nhẹ bân rồi trời. Mày nó nghe cái mấy triệu. Giờ là nó cao nó dịp được cái hồi hộp á. Vậy là buổi tập này kết thúc, là rất là cảm ơn Đức Thùy đã làm mẫu này của anh trong một cái tình thế rất là rút soi. Và mọi người cùng chờ đón xem bộ tập mới của Ron trên blog Ron nha. Xin chào và hẹn gặp lại.